CDT New. Mùa đông khỏi lo đau nhất nhờ liệu pháp ngâm chân với nước muối gừng. Và mùa đông chân tay thường dễ bị cước nên đau rát do không khí lạnh, máu khó lưu thông. Có không ít người mỗi khi mùa đông đến đều rất khổ sở vì nỗi lo cước tay, chân gây ra ngứa ngáy, đau đớn và khó chịu. Bị cước tuy không gây nguy hiểm lớn nhưng lại ảnh hưởng đến các hoạt động làm việc, sinh hoạt hàng ngày. Người bị cước thường cảm thấy đau ở vùng bị tổn thương như bàn chân, tay, ngón chân, ngón tay, hoặc thậm chí bị thâm tím khi cho chân, tay vào nước lạnh. Ngoài ra còn bị ngứa ngáy khi được ủ ấm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Bệnh cước hay gặp ở những người thường phải ra ngoài trời lạnh, nhất là những người làm các công việc lao động chân tay như nông dân, chèo thuyền, vận động viên đua thuyền. Ngoài ra, bệnh cước cũng thường gặp ở những người bị thiểu năng tuần hoàn ngoại vị. Một trong những mẹo hay để giải quyết căn bệnh cước đáng ghét đó chính là dùng nước muối gừng. Dân gian Trung Hoa có câu, nước nóng ngâm chân hơn ăn nhân sâm. Và nếu bỏ thêm vào nước nóng một số nguyên liệu như muối và gừng thì sẽ càng tăng thêm hiệu quả. Nước muối gừng có tác dụng làm dịu cơn đau, giảm tình trạng cước và thúc đẩy tuần hoàn máu giúp làm ấm cho cơ thể. Ngoài ra, ngâm chân tay bằng nước muối gừng hàng ngày vào buổi tối còn giúp làm dịu cơn cao huyết áp, tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho não bộ. Cách pha nước muối gừng. Nguyên liệu 50g gừng già, 20g muối hột, 1 lít nước, nồi và thau. Cách làm. Gừng chọn củ già, gọt vỏ rồi đem rửa sạch dưới vòi nước, gỉa gừng sau đó đem nấu chung với 1 lít nước và muối hột. Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa để tầm 5 phút cho tinh chất gừng ra hết. Cuối cùng tắt bếp và để nguội tầm 40 độ C là sử dụng được. Cách dùng. Trước khi đi ngủ, đổ nước gừng ấm ra thau chậu, sau đó cho tay, chân vào ngâm, đồng thời massage nhẹ nhàng để cho máu được lưu thông. Sau khi ngâm chân và massage xong thì lấy khăn khô thấm chân, tay cho hết nước rồi đeo tắt chân. Kiên trì sử dụng đều đặn mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ vừa giúp bạn ngủ ngon hơn, lại có thể giảm tình trạng cước tay chân. Để phòng tránh bệnh cước vào những ngày trời mùa đông lạnh giá, bạn cần giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh, hạn chế mặc các chất liệu vải dễ gây kích ứng cho da như dạ, len, và không nên mặc quần áo quá chật vì sẽ gây ra cọ xát, kích thích tại chỗ. Tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất tẩy rửa bằng cách sử dụng đeo găng tay cao su. Đối với những người đang bị cước thì khi tắm và rửa tay tốt nhất là nên dùng các sản phẩm sữa tắm, nước rửa tay được bác sĩ kê đơn. Ngoài ra bác sĩ cũng có thể giới thiệu một số loại kem bôi để giúp giữ ẩm và làm mềm da, giúp dịu cơn ngứa. Nên thường xuyên luyện tập thể thao để tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Cần chú ý chế độ ăn uống hàng ngày, uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh, tăng cường bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là những thực phẩm giàu protein. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.